Alo, vợ à? Trời ơi, ghê ta. Anh còn nhớ đến người vợ là tôi kìa. Cảm động muốn khóc quá trời. Ấy, anh mới đi có tí. Đang ngồi nói chuyện với đám bạn một chút thôi. Một chút của anh là mấy tiếng rồi? Anh còn nhớ lúc đi anh bảo mấy giờ về không? Thì bây giờ mới có 10 giờ thôi mà em. À, mới 10 giờ cơ đấy. Thế đứa nào cách đây mấy tiếng trước? Khi đi đã chúc hạ 8 giờ có mặt ở nhà. Hả? Thì tại... Thế tính mấy giờ về đây? Cho anh 30 phút nữa được không? Cho anh 5 phút tạm biệt bạn bè. Nhanh. Ơ kìa em, ai lại thế? 5 phút nữa, anh mà không tạm biệt bạn bè thì em tạm biệt anh luôn đấy.